Rồi, siêu nhân xin chào cả nhà mình ha. Nhân dịp năm mới, siêu nhân xin kính chúc tất cả quý vị và các bạn mình trên mọi miền đất nước năm mới được nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc, bình an trong cuộc sống cả nhà mình ha. Xin chúc tất cả quý vị mình một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý nha cả nhà ha. Siêu nhân hôm nay ngồi đây tâm sự với cả nhà mình chút xíu. Thật sự ra siêu nhân suy nghĩ bữa nay nữa là chắc cũng cỡ một tuần lễ rồi cả nhà mình ha. Thì hôm nay siêu nhân quyết định tâm sự với cả nhà mình. Thì trước tiên thì siêu nhân xin nói cả nhà mình ha. Hôm nay thì siêu nhân đem một bé bé kỳ trắng hôm qua nè cả nhà mình. Bé này siêu nhân đón ở dưới bà 77 tuổi cả nhà mình nhớ ha. Mới cái clip mà siêu nhân mới vừa đăng hồi tối đó. Thì hôm nay siêu nhân đem bé theo là siêu nhân gửi bé vô trạm của chị Dung ở cái nhà mình ha. Có nghĩa là cái trạm mà hồi trước chị Phùng Thị Thu Cúc hỗ trợ cho chị Dung xây một cái nhà cho các bé đó. Thì siêu nhân hôm nay là lần đầu tiên siêu nhân đem một bé Ki này gửi xuống cho chị Dung, và siêu nhân đi xuống với trạm thăm các bé trạm chị Dung là để đi theo yêu cầu của chị Kiều ở Mỹ, ủng hộ cho chị Dung, phụ chị Dung nuôi các bé. Rồi bước vào câu chuyện của siêu nhân muốn tâm sự của nhà mình là như thế này cái nhà mình ha. Thật sự ra siêu nhân suy nghĩ cũng có một tuần lễ cái nhà mình rất là đắn đo, không biết là có được hay không, không biết là nó như thế nào để tâm sự với cả nhà mình. Thì siêu nhân có một cái nỗi lòng là như vậy, siêu nhân muốn cả nhà mình cùng với siêu nhân là giúp đỡ các bé hôm nay siêu nhân dùng từ các bé là người đó cái nhà mình ha, các bé thiếu nhi ở bệnh viện ung bú, mà các bé bệnh nan y cái nhà mình ha, rồi những cái hoàn cảnh mà không thể về ăn Tết được, tại vì siêu nhân đã đến với bệnh viện ung bú một lần rồi, và bệnh viện ung bú là ở dưới gia đình đó cái nhà mình ha, là nơi Trăng Long đó. Thì siêu nhân cũng có theo lời của Mạnh Thường Quân đó giúp mà đỡ cái như là những em nhỏ ở đó bệnh nan y, cả nhà mình thấy rất là tội. Mà hôm nay cả năm thì siêu nhân suy nghĩ này như thế này nè cả nhà ha. Thì đã trọn một năm siêu nhân đã dành hết thời gian cho các bé chó mèo. Thì siêu nhân cũng nghĩ rồi là siêu nhân cũng muốn giúp người trong những cái hoàn cảnh thật sự là bảo nó là rất đặc biệt. Thì siêu nhân quyết định xin nói cả nhà mình ha là siêu nhân sẽ dừng đến trạm bắt đầu từ ngày 20 Tết ha cả nhà mình ha, 20 Tết âm lịch đó. Thì siêu nhân không biết là bữa nay là mấy, nhưng mà siêu nhân đoán là chắc còn một tháng nữa thôi là Tết. Thì có nghĩa là siêu nhân còn được đồng hành cùng với cả nhà mình đến thăm các bé các trạm là khoảng 20 ngày nữa. Nói chung là lối 20 Tết đó, 20 âm lịch đó, là siêu nhân sẽ dừng đến trạm. Siêu nhân làm theo ý tưởng của siêu nhân hay cái nhà mình ha. Thì để siêu nhân tâm sự với cái nhà mình vậy nha. Cái luật mới đưa ra thì kêu gọi mọi sự ủng hộ thì phạm luật, mà siêu nhân có thể là bị truy tố pháp luật luôn nữa. Mà giờ siêu nhân rất là sợ cái việc đó cả nhà ha. Hôm nay siêu nhân nghĩ ra một cái cách coi như là để giúp cho các bé bệnh nan y không thể về ăn Tết, và những người lớn người cao tuổi cũng bệnh nan y mà không thể về ăn Tết còn ở lại bệnh viện cái nhà mình ha, bằng cách là siêu nhân sẽ lấy trứng dịch về siêu nhân bán như cái nhà mình. Thì siêu nhân tính rồi, siêu nhân cũng nghĩ qua cái nhà mình ha, là siêu nhân sẽ mua trứng dịch về. Siêu nhân là nhờ cả nhà mình trong nước mua ủng hộ giùm cho siêu nhân để siêu nhân, nói chung là như vậy. Nó thật sự ra siêu nhân không biết cái nỗi lòng của siêu nhân mà để trải ra làm sao cho cả nhà mình dễ thấu hiểu giùm cho siêu nhân ha. Có nghĩa là siêu nhân sẽ lấy mua trứng về siêu nhân bán, siêu nhân lấy tất cả các tiền lời tiền lãi về trứng cả nhà mình ha, siêu nhân sẽ đem vô bệnh viện cho các bé và người cao tuổi bệnh nan y ở bệnh viện ung bú hay cả nhà mình. Siêu nhân hứa với cả nhà mình, siêu nhân lấy
thu hồi vốn lại của siêu nhân lại thôi. Còn lại tất cả những tiền lời về bán trứng, siêu nhân sẽ vô đó, giống như là siêu nhân bỏ bao, thí dụ như nhiều thì siêu nhân cho nhiều, ít thì cho ít, mỗi một bao thơ là bao nhiêu đó cả nhà mình ha. À, siêu nhân trao cho gia đình của những bé cháu mà còn ở lại bệnh viện, bệnh nan y không thể về được và nằm ở đó nhiều tháng nhiều năm luôn cả nhà mình, rồi những hoàn cảnh người cao tuổi có, rồi hoàn cảnh khó khăn có, nói chung là ai khó khăn trong bệnh viện nếu mà lời được nhiều siêu nhân sẽ trao hết. Siêu nhân hứa cho cả nhà mình, siêu nhân không giữ một đồng lãi nào về bán trứng mà để ủng hộ hết. Có nghĩa là siêu nhân rất muốn cả nhà mình là chung tay chung sức với siêu nhân, mua giúp giùm cho siêu nhân là 10 tới 20 trứng, là lấy cái tiền lời đó siêu nhân sẽ cho lại các bé bệnh nan y ở bệnh viện ung bú. Có một điều khó cho siêu nhân là như vậy, thì là siêu nhân sẽ bán trứng bằng với một cái giá ở chợ nha cả nhà mình ha. Siêu nhân xin nói vô cái trứng nha, gia đình siêu nhân cũng là một gia đình bán trứng vịt, thì siêu nhân rất là rõ và rất là rành về cái vụ mà bán trứng vịt. Siêu nhân đã từng bán qua rồi cả nhà mình ha. Siêu nhân bán sẽ bằng một cái giá ngay cái dịp Tết của cả nhà mình, chưa biết là trứng nó dao động như thế nào, nhưng mà siêu nhân bán bằng một cái giá chợ nha cả nhà mình ha. Nhưng mà siêu nhân bán trứng cho cả nhà mình đó là siêu nhân lấy trứng là trứng hột vịt lạc và trứng Vũng Tàu nha cả nhà mình nha. Siêu nhân lấy trứng Vũng Tàu có nghĩa là trứng Vũng Tàu á thì nó sẽ bự hơn và nó cái trồng đỏ nó to hơn, chất lượng hơn trứng miền Tây, nó sẽ mắc tiền hơn một tí xíu. Cả nhà mình để lâu được, cái trứng Vũng Tàu nó không có trống nha cả nhà mình đó. Nó không có trống là cả nhà mình để lâu được. Còn trứng ở miền Tây mình thì nó cũng là không có trống, nhưng mà nó là như vậy nè cả nhà mình. Một đàn vịt á, một đàn vịt mà nuôi đẻ đó thì người ta sẽ bỏ vô vài con vịt trống trong đó để cho kích thích vịt vịt mái nó đẻ nhiều cả nhà mình ha. Thì thí dụ như 1000 con vịt mái là 2-3 con vịt trống thôi thì nó kích thích nhiều, nhưng mà cái đó đa phần phải nói là 90%, hơn 90% là trứng không có trống, thì vẫn có xui rủi là 1-2 con gì đó, 1-2 trứng gì trong đó nó vẫn có trống nha cả nhà mình ha. Là cái như là con vịt đực nó vẫn đạp được thì nó vẫn có trống, nhưng mà hơn 90% là trứng không có trống. Nếu cả nhà mình nuôi vịt trống nhiều quá thì nó đâu có đẻ, thì nó không có lời. Đâm ra người ta chỉ nuôi vịt trống bằng một cái như là kích thích trong cái đàn vịt mái để đẻ thôi. Đó là siêu nhân hiểu được cái sự chăm sóc đàn vịt ở dưới quê nuôi vịt đẻ. Trứng Vũng Tàu thì nó to hơn, bự hơn, trồng đỏ nó bổ hơn, và cứ như là để cả nhà mình nó không có trống nha. Nó cũng có trống như siêu nhân giải thích vậy đó, nhưng mà nó rất là ít. Đâm ra là cả nhà mình để lâu được, để lâu hơn trứng vịt miền Tây. Nhưng mà nó có sẽ hai cái loại giá, trứng bự trứng nhỏ là siêu nhân không nói đâu ha, bự là đương nhiên phải mắc hơn. Nhưng mà nó có hai cái loại giá cho cả nhà mình chọn là như vậy nè. Một là trứng dơ, hai là trứng sạch. Nhưng mà trứng ở Vũng Tàu thì đa phần là nó sạch hơn trứng miền Tây. Trứng dơ là giá khác, trứng sạch là giá khác, đó là siêu nhân lấy về ha. Rồi trứng dơ là mình phải bỏ vô mình rửa. Thì siêu nhân nghĩ là nếu mà cả nhà mình ủng hộ mà siêu nhân, thương siêu nhân cũng như là thương các bé còn nằm viện mà ủng hộ siêu nhân số lượng nhiều á, thì là siêu nhân chắc rửa không kịp, nhưng mà siêu nhân sẽ lấy cố gắng là lấy trứng sạch để về là bán cho cả nhà mình. Nhưng mà rắc rối cho siêu nhân cái gì với cả nhà mình biết không? Rắc rối cho siêu nhân nghĩ qua rất là trăn trở, cho siêu nhân không có tìm ra câu trả lời là gì. Giao trứng, thí dụ như cả nhà mình là ở trong khu vực thành phố, cả nhà mình khác quận ha, cả nhà mình kêu siêu nhân là 20-30 ủng hộ cho siêu nhân thì siêu nhân sẽ đem tới. Nhưng mà bây giờ là cứ mỗi nơi mỗi chục, 20-30, 50-70 gì đó, siêu nhân chạy chắc chết, rất là khó khăn trong việc đó. Bởi vì chỗ đó siêu nhân nghĩ là như vậy, nếu siêu nhân đem đi giao thì có thể là siêu nhân không lấy tiền ship cả nhà mình, còn nếu mà cả nhà mình ủng hộ phụ thì cũng như là cả nhà mình chịu khó chịu tiền ship dùm cho siêu nhân, là siêu nhân sẽ kêu là xe ship á, nhưng mà với giá rất là rẻ cả nhà mình ha, với giá cũng như là ủng hộ từ thiện luôn, thì để cho cái tiền lời của trứng là siêu nhân giữ nguyên. Siêu nhân mong cả nhà mình là phụ được phụ lại cái tiền xe, coi như cả nhà mình cũng ủng hộ cho các bé bệnh nan y và những người cao tuổi ở bệnh nan y ở bệnh viện, thì mong cả nhà mình là chịu dùm mình cái tiền ship. Siêu nhân bán thí dụ giờ siêu nhân bán cái bữa đó là chợ Tết ha, là 30.000 một chục trứng thí dụ ha, thì siêu nhân vẫn bán cả nhà mình 30.000 một chục, thì việc giao tới thì có thể là lên thành 30-mấy ngàn, nhưng mà siêu nhân cũng muốn là cả nhà mình phụ lại cho cái khoản đó cho siêu nhân, để chi để thí dụ như siêu nhân bán công khai với cả nhà mình, siêu nhân lấy về 10.000 trứng
là siêu nhân lời được bao nhiêu, siêu nhân công khai ra chứ, còn phải trừ tiền xe qua, trừ tiền xe lại thì rõ ràng là cái sổ sách lúc đó nó rất là khó cho siêu nhân để siêu nhân trình bày cái sự là minh bạch của siêu nhân. Vì chỗ đó siêu nhân cũng mong muốn cả nhà mình đó là phụ với siêu nhân từng ship, còn chỗ nào gần gần là siêu nhân chở đi phụ hết, là không lấy ship hay cả nhà ha. Trứng vịt siêu nhân muốn nói với cả nhà mình đó, là trứng vịt lạc không trống. Có thể là cả nhà mình muốn mua ủng hộ dùm cho siêu nhân, cũng như là ủng hộ được hai thứ luôn. Một là ủng hộ cho trạm cho các bé ăn Tết. Hai nữa là trích ra một cái lũy đó như là siêu nhân để đưa đến bệnh viện cho các bé mà kiểu như siêu nhân nói, và những người cao tuổi hết cả nhà ha. Siêu nhân hứa với cả nhà mình, siêu nhân không lấy một đồng lãi nào trong việc mua bán trứng này hết. Siêu nhân dành trọn thời gian từ ngày 20 cho đến Tết. Thì có một cái hơi như vậy thì siêu nhân muốn trình bày với cả nhà mình ha. Sau khi nếu mà cả nhà mình thông hiểu, nếu mà cả nhà mình là hiểu được cái tâm tư nguyện vọng của siêu nhân rồi ha, cả nhà mình là hướng về các bé ở bệnh viện giống như là người cao tuổi khó khăn mà không thể về ăn Tết được á, thì siêu nhân cũng trao tiền thôi nha cả nhà ha, bỏ bao thơ trao tiền chứ không có là mua quà cáp gì Tết hết á. Siêu nhân cho trao tiền lại cho, thí dụ bé nhỏ thì siêu nhân đưa tiền cho ba mẹ rồi mua sắm cái gì cho các bé ăn Tết như vậy đó, cho cũng như là một chút quà để an ủi tấm lòng của các bé lại. Thì cả nhà mình biết rồi, bệnh ung thư, bệnh nan y là hầu như là có một cái bản án rồi, nó không có kéo dài. Thì mình siêu nhân cũng như là muốn cho một cái gì đó ấm áp lại một chút cho các bé và những người có hoàn cảnh khó khăn nằm ở lại bệnh viện không thể về ăn Tết. Còn mà cả nhà mình là muốn là phụ với siêu nhân, thí dụ như cả nhà mình tới gần đó là siêu nhân mà 1, 2, 3 bán trứng rồi á, thì bắt đầu từ ngày 20 siêu nhân bán ha cả nhà ha, mà cả nhà mình có rảnh được thì đi giao trứng phụ siêu nhân thì siêu nhân cảm ơn rất là nhiều ha. Cả nhà mình cứ liên lạc với siêu nhân tới bữa đó, rồi cả nhà mình đồng hành cùng với siêu nhân đem giao trứng đi, là có thể là không lấy tiền ship dùm cho cả nhà để cho cái chi phí nó rẻ lại, để cái tiền lãi bán trứng bao nhiêu dễ thông báo lên với cả nhà mình, và nó còn dư cái tiền lãi nhiều giao hết lại cho những hoàn cảnh khó khăn. Còn hãy mà trừ tiền siêu nhân mà bán trứng là giao ví dụ 50 trứng đi, lời 50.000 đi, thí dụ vậy ha, mà trừ tiền xe hết 50.000 rồi làm sao? Giống cả nhà mình thì siêu nhân cũng còn cả nhà mình đi ra chợ mua 50 trứng chỉ có cả nhà mình ra chợ mua ha, thí dụ bây giờ cả nhà mình mua 10 trứng 30.000, mà tại sao phải mua cho dùm cho siêu nhân 10 trứng cũng 30.000 rồi phải cộng thêm tiền ship nữa? Thì thật sự ra siêu nhân cũng hiểu qua được cái đó, nhưng mà siêu nhân cũng nghĩ là cả nhà mình hỷ xả trong việc này để cho phụ với mình cùng với siêu nhân, chung tay với siêu nhân góp một phần nhỏ lo cho các bé, cái như là cũng như là có được một không chừng một cái áo mới hay là một cái bánh hay là một cục kẹo gì các bé nằm ở lại bệnh viện mà ăn Tết, và những người cao tuổi cũng vậy cả nhà ha. Còn cả nhà mình ủng hộ dùm cho siêu nhân mua về trạm cho các bé chó đó ăn Tết về trứng vẫn được nha cả nhà mình ha. Mình xin nói với cả nhà mình ha, trứng này là hầu như là theo như siêu nhân nghĩ ha, 1.000 trứng là chỉ có chừng 1-2 trứng đó là có trống thôi, là có sự sống, còn bao nhiêu là trứng hột vịt lạc không có trống cả nhà mình ha. Thì nói về mà hô mà kêu mà hô mà ăn chay hay là cho các bé ăn chay hay là có giống như là sát sanh thì siêu nhân không nghĩ là cái việc cho các bé ăn trứng mà sát sanh, thì bởi vì đây là trứng hột vịt lạc, siêu nhân cố gắng lấy trứng hột vịt tốt đẹp, trứng bảo đảm 100% với cả nhà mình là siêu nhân sẽ lấy trứng Vũng Tàu về bán bằng với giá ngoài chợ ngay thời điểm là 20 Tết. Có nghĩa là siêu nhân không biết cái lượng là trứng mà siêu nhân ủng hộ và mua về mà để bán cho cả nhà mình là ủng hộ dùm cho siêu nhân và các bé và những người có hoàn cảnh khó khăn theo cái ý tưởng siêu nhân suy nghĩ ha, được bao nhiêu. Thì sau khi siêu nhân đăng tải clip này lên thì siêu nhân rất mong muốn cả nhà mình đó là để lại bình luận cho siêu nhân sẽ đọc hết. Thí dụ như ý siêu nhân muốn nói đây là cả nhà mình cũng như có thể giống như là mua trước dùm cho siêu nhân, đặt cọc trước á cả nhà, cũng như là tới chị A mua 100 trứng, chị B mua 50 trứng, chị C mua 10 trứng để siêu nhân cộng lại để coi siêu nhân đoán được là siêu nhân lấy được bao nhiêu ngàn trứng về. Đó là vậy vậy đó cả nhà ha.
chứ để siêu nhân đón thôi là không được, chứ nhà cả nhà mình không có nói trước, siêu nhân đón ra không được, rồi siêu nhân lấy quá quá trời nhiều về tới Tết siêu nhân ôm trứng ngủ luôn chết luôn. Cái tâm tư của siêu nhân nói như vậy thì giải thích nó hơi lòng vòng, nhưng mà siêu nhân nghĩ là chắc cả nhà mình cũng hiểu ha. Từ 20 Tết siêu nhân không còn đồng hành cùng với cả nhà mình đến các trạm chó mèo nữa. Siêu nhân đã dành trọn một năm cho các bé chó mèo rồi. 10 ngày cuối cùng còn lại, siêu nhân muốn dành hết thời gian đó tập trung bán trứng, lấy hết tiền lời vô trao cho các hoàn cảnh khó khăn trong bệnh viện ung bú, là bệnh viện siêu nhân đã từng đến là chứng kiến những cái căn bệnh như là hầu như là không thuốc chữa rồi đó cả nhà mình ha. Kể như là nằm đó rồi những căn bệnh cái như là ngặt nghèo ở cái nhà mình ha, hết tiền hết của xong rồi cũng lại là phải chia tay, tại vì đó là bệnh nan y rồi. Nhưng mà siêu nhân nghĩ là mình làm như vậy thì cũng có một chút niềm tin và hy vọng để coi như là cho những cái hoàn cảnh đó vui hơn những trong những ngày bình thường, coi như là góp một chút phần nào đó như là một cục kẹo để đón gọi để biết là đón năm mới ở cái nhà mình ha. Còn siêu nhân không dám nhận là từ thiện, giống là kêu gọi để cả nhà mình từ thiện để là đồng hành cùng với siêu nhân, tại vì siêu nhân sẽ phạm luật. Nếu cả nhà mình mà muốn góp phần cho các bé và những người cao tuổi những hoàn cảnh khó khăn như siêu nhân vừa miêu tả ra, siêu nhân sẵn sàng, siêu nhân nhận, siêu nhân sẽ trao bằng tiền mặt chứ không có mua quà cáp gì hết cả nhà ha. Quà cáp phải biết mua bao nhiêu rồi, rất là khó khăn trong cái việc, với lại là lúc này là vô bệnh viện á, thì cũng phải là xin phép đồ này kia nọ, siêu nhân cũng được biết ha cả nhà mình ha. Thì cả nhà mình mà có muốn là chung tay vô cùng với siêu nhân trong cái đợt này, giúp các em bệnh nan y khó khăn, hoặc là những người lớn tuổi cũng bị nan y, nói chung là nó tóm lại là những hoàn cảnh khó khăn nằm trong bệnh viện không thể về ăn Tết, thì siêu nhân sẽ giúp giùm cả nhà mình, trao lại những cái phần quà yêu thương của cả nhà mình cho những hoàn cảnh đó. Siêu nhân sẽ ráng cố gắng minh bạch công khai rõ ràng trong việc mua bán trứng đợt này với cả nhà mình. Siêu nhân cam đoan với cả nhà mình, siêu nhân không lấy một đồng nào về để cái như là một đồng lời về bán trứng mà để siêu nhân lợi dụng vô cái việc này mà kêu gọi để bán trứng ha. Để siêu nhân là cái như là làm lợi dụng trong cái dịp Tết, hay là lợi dụng cái lòng thương cả nhà mình, hay là lợi dụng một cái gì đó để siêu nhân kêu gọi cả nhà mình bán trứng để siêu nhân là chuộc lợi riêng bỏ túi. Siêu nhân hứa với cả nhà mình, siêu nhân không bao giờ, siêu nhân lấy tiền vốn của siêu nhân lại thôi, thu hồi cái tiền vốn bán trứng của siêu nhân lại thôi, tiền lời siêu nhân trao tặng hết rõ ràng minh bạch công khai với cả nhà mình. Thì mong cả nhà mình trong cái clip này, cả nhà mình nhớ là để lại bình luận dùm cho siêu nhân, để siêu nhân có thể là đoán được là cả nhà mình là ủng hộ bao nhiêu trứng, để siêu nhân biết siêu nhân lấy về, để cả nhà mình đừng có bơm hàng nha. Kiểu như là siêu nhân ơi, tôi lấy 10.000 trứng, 1.000 trứng, 200 trứng rồi, xong cái bữa đó cả nhà không lấy, siêu nhân là Tết ôm trứng ngủ luôn. Nói đùa cho cả nhà mình thôi cho vui ha cả nhà ha. Cũng mong muốn cả nhà mình là để lại bình luận để cho siêu nhân đoán được cái là cả nhà mình có ủng hộ hay không. Nếu mà cả nhà mình đồng ý kiến với siêu nhân ủng hộ thì siêu nhân quyết định siêu nhân làm, còn nếu mà cả nhà không ủng hộ thì siêu nhân sẽ dừng lại, siêu nhân không làm. Còn nếu mà đã ủng hộ thì là xin để lại cho siêu nhân biết được, là để siêu nhân ước lượng được cái lượng trứng bao nhiêu để siêu nhân kêu với cả nhà mình ha. Thì siêu nhân, nếu mà siêu nhân kêu là kêu bằng xe tải là người ta mới giao, còn kêu xe nhỏ không có giao, mà có nghĩa là kêu một lần phải 30.000 trứng đổ lên người ta mới giao đến nhà, thì lúc đó mới rẻ nha cả nhà mình. Nhưng mà siêu nhân sẽ hứa với cả nhà mình, siêu nhân bán đúng trứng Hột Vịt Lạc và đúng trúng trứng Vũng Tàu, không bán trứng miền Tây. Cả nhà mình để lâu được và cho các bé ăn cũng được, ủng hộ cho siêu nhân cũng như là cả nhà mình gián tiếp ủng hộ lại cho những hoàn cảnh khó khăn trong bệnh viện, để biết chuẩn bị đón năm mới ha cả nhà ha. Với lại một cái rất là quan trọng nữa là như vậy, cả nhà mình ủng hộ dùm cho siêu nhân, siêu nhân rất mong muốn cả nhà mình, nói chung là mình kết sổ vào ngày 28 âm lịch, có nghĩa là
dư ra 2 ngày, siêu nhân không biết có 30, 29, 30 không, siêu nhân chưa coi lịch nữa cả nhà ha. Nhưng mà cho siêu nhân là dư 2 ngày nữa, có nghĩa là nếu mà có 30 thì là ngày 28 siêu nhân chốt để siêu nhân còn vô bệnh viện nữa. Siêu nhân còn trình với cả nhà mình là siêu nhân còn vô bệnh viện nữa. Còn nếu như mà không có 30 thì cho siêu nhân chốt ngày 27, có nghĩa là cả nhà mình ủng hộ cho siêu nhân là ngày 27 là hết. Nói chung là còn 2 ngày cuối cùng để cho siêu nhân là ngày 29 vô bệnh viện hoặc là ngày 30 vô bệnh viện cả nhà. Rồi còn cả nhà mình mà tới bữa đó mà thí dụ như có nghĩ làm mà có yêu thương cùng đồng cảm với siêu nhân, muốn giúp các bé trong bệnh viện hay là giúp những người muốn giúp những cái hoàn cảnh phải nói là cùng ý tưởng với siêu nhân thì đến đi giao trứng phụ với siêu nhân cả nhà mình ha. Thì cả nhà mình ủng hộ phụ thì đi giao phi ship thì siêu nhân sẽ nghĩ là cả nhà mình ủng hộ nhiều hơn. Siêu nhân chỉ rắc rối cái là đi giao thôi, cả nhà mình ngồi ở một chỗ alo siêu nhân sẽ đem tới cả nhà ha. Số điện thoại siêu nhân là sẽ tới bữa đó siêu nhân, cái clip này siêu nhân sẽ đăng cái số điện thoại lên cho cả nhà mình biết, đó là số điện thoại của cái ngày đó. Thì nếu như mà tiếp không có gì thay đổi, cả nhà mình đồng lòng cùng với siêu nhân thì bắt đầu là ngày 20 Tết siêu nhân lấy trứng về, ngày 21 bắt đầu là mình bán cả nhà ha, bán đến ngày còn dư lại 2 ngày cuối cùng là Tết, có nghĩa là ngày 28 Tết thì mình sẽ bán xong để còn 2 ngày cuối siêu nhân còn vô bệnh viện trao những cái phần lời đó lại cho các em ở bệnh viện và các người cao tuổi, nói chung là những hoàn cảnh khó khăn. Đó là quan niệm của siêu nhân, muốn làm một cái gì đó để cuối năm. Thật sự ra trong một năm rồi siêu nhân đồng hành cùng với các trạm các bé rất là nhiều, 10 ngày cuối cùng siêu nhân muốn giúp cho các bé ở bệnh viện, các gia đình đơn chiếc phải như là quá khổ, các người cao tuổi, là nói chung là ai mà mắc bệnh vào những căn bệnh đó thì cả nhà mình biết rồi, siêu nhân không biết nói làm sao nữa để cho cả nhà mình cùng đồng cảm nữa. Nhưng mà siêu nhân vô bệnh viện ung bú ha, mà siêu nhân qua bên một cái khoa nhi á, nhìn thật rớt nước mắt cả nhà mình. Siêu nhân xin khép tiếp lại ha cả nhà ha. Cuối clip cũng là nhân dịp đầu năm mới, một lần nữa siêu nhân xin kính chúc tất cả quý vị các bạn mình trên mọi miền đất nước đón một năm mới an lành, hạnh phúc, vạn sự như ý nha cả nhà. Cả nhà mình nhớ để lại bình luận cho siêu nhân để cho coi mình siêu nhân biết được cả nhà mình đồng lòng cùng ý với siêu nhân hay không, và cả nhà mình đồng lòng rồi thì cho siêu nhân biết được là cả nhà mình ủng hộ được bao nhiêu trứng để siêu nhân lường được cái sức đó mà siêu nhân lấy trứng về cả nhà mình ha. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Xin chúc cả nhà mình đón năm mới an khang thịnh vượng nha. Chào tạm biệt cả nhà mình.